Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 để quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024, năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tham gia góp ý và báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xem xét cho đơn vị sự nghiệp công lập được quyền góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê theo hướng quy định chi tiết điều kiện góp vốn để tạo điều kiện và giảm áp lực về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Chiều nay, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hưng Yên không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp, có 35 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, gồm 3 phường, 1 thị trấn, 31 xã. Trong đó, có 10 đơn vị đặc thù đề nghị không sắp xếp và thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên còn lại 139 đơn vị hành chính cấp xã. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương cần có phương án sắp xếp về tài sản, tính toán, nhân sự sau sắp xếp, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương quyền nghĩa vụ tham gia ý kiến vào đề án sắp xếp nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện. Dự án đường Tân Phúc Phong Phan là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên với tổng chiều dài 29,2 km, số vốn đầu tư trên 2.900 tỷ đồng. Xác định khối lượng công việc lớn, thời gian thi công ngắn, nên ngay khi bắt tay vào triển khai, các sở ban ngành địa phương cùng nhà thầu đã tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo khối lượng theo kế hoạch. 4 mũi thi công, 40 đầu máy thiết bị cùng đội ngũ, gần 100 kỹ sư công nhân là những con số mà nhà thầu đã huy động cho dự án ngay từ những ngày đầu khởi công. Ngoài ra, nhà thầu cũng đã xây dựng khu nhà ở công nhân ngay tại công trường để đảm bảo sẵn sàng tiến độ công việc. Công nhân làm việc 3 ca 4 kíp xuyên ngày đêm. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đối với các diện tích đất thổ cư, di chuyển mồ mả, nghĩa trang. Đến nay, diện tích đã thu hồi của dự án và bàn giao cho chủ đầu tư là 120 ha trên tổng số 175 ha, đạt 68,4%, di chuyển được 203 trên 1.072 ngôi mộ. Cùng với đẩy nhanh tiến độ di chuyển bộ phận, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tập trung cao trong việc xây dựng các khu tái định cư đối với diện tích đất ở để giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai 4. Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện thẩm định phê duyệt và chi trả theo quy định khu tái định cư Nhạn Tháp, đến thời điểm này, huyện Văn Giang cơ bản thực hiện xong giải phóng mặt bằng 6 khu tái định cư để giải phóng mặt bằng diện tích đất ở nằm trong phạm vi dự án đường vành đai 4, đã lựa chọn xong nhà thầu thi công 6 trên 6 khu tái định cư để triển khai theo quy định. Dự kiến đến ngày 20 tháng 1 sẽ hoàn thiện hồ sơ giao đất và triển khai thi công xây dựng kết cấu hạ tầng các khu tái định cư đã có mặt bằng sạch. Thống kê huyện Văn Giang có tổng số thửa đất ở nằm trong phạm vi đường vành đai 4 bị thu hồi là 501 thửa. Đến nay đã kiểm kê xong tài sản nhà ở được 496 trên 501 thửa. Đã lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ 345 thửa, đạt gần 70%. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý. Khoảng 3.000 chậu quất hồ lô ở một nhà vườn tại Hưng Yên. Dù chưa đến Tết, nhưng khách đã đến mua hết sạch, không còn hàng để bán. Cách đây khoảng 4 năm, bà Đỗ Thị Mai ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã tự mày mò và tạo ra những cây quất cảnh với quả có hình sáng tựa như những chiếc bình hồ lô. Vì có hình lạ mắt, ngay lập tức, loại quất này đã nhận được sự chú ý của người tiêu dùng. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, năm nay, gia đình bà Mai cho ra khoảng 3.000 chậu quất hồ lô để phục vụ thị trường Tết nhưng vẫn không đủ bán.
Đến thời điểm hiện tại, tất cả các sản phẩm đều đã được bán hết. Những chậu quất thổ lô nhỏ được bán với giá khoảng 120.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi chậu. Các cây quất to hơn được trồng trong bình có giá khoảng 500.000 đồng. Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người tử vong tại căn nhà số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu tổ chức thăm hỏi chu đáo, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình bị nạn. Các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nếu có vi phạm. Công điện cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trước đó, rạng sáng nay, ngày 15 tháng 1 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, khiến 4 người tử vong do bị ngạt khói, gồm 2 ông bà và 2 cháu nhỏ. Hiện các lực lượng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân bị cháy. Thời điểm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tục tiếp nhận và điều trị 4 trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế. Đa phần các ca tai nạn pháo nổ do sử dụng pháo tự chế đều phải phẫu thuật trong tình trạng cấp cứu do vết thương bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao. Hầu hết các trường hợp đều có vết thương bàn tay, tỷ lệ cụt ngón bàn tay rất cao. Ngoài ra còn gây ra các tổn thương khác như phần mềm, da, gân, ngón tay và thần kinh. Đặc biệt, ở những người trẻ tuổi, tổn thương ở tay thuận sẽ ảnh hưởng chức năng sinh hoạt, lao động và để lại di chứng cả cuộc đời. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ, không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ. Các bậc phụ huynh, nhà trường cần phối hợp tuyên truyền giáo dục học sinh để hạn chế các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ đến cấp cứu bị suy gan, suy tủy xương do sử dụng thuốc trên mạng để điều trị. Nữ bệnh nhân 38 tuổi có tiền sử bị bệnh đau khớp, viêm mũi. Nghe lời truyền tai có loại thuốc quảng cáo trên các trang mạng xã hội, bệnh nhân đã mua những gói bột về để điều trị với giá 10.000 đồng một gói. Những ngày đầu uống thuốc, triệu chứng bệnh hết rất nhanh. Tuy nhiên, sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau sưng, phù môi, ngộ độc thuốc, suy gan, suy tủy xương. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên truyền tai nhau mua thuốc trên mạng về điều trị bệnh, có thể dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang. Chuyển sang phần tin quốc tế, chưa đầy một tháng sau khi phải sơ tán, cuối tuần qua, người dân thị trấn làng chài Grindavik cách thủ đô Reykjavik của Iceland khoảng 40 km đã lần nữa phải sơ tán khi ngọn lửa phía tây nam nước này bắt đầu phun trào. Thủ tướng Iceland đã cảnh báo vụ phun trào này vô cùng nghiêm trọng. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Iceland ông Katrín Jakobsdóttir cho biết đã thiết lập các rào chắn để chuyển hướng dòng dung nham. Tuy nhiên, dư chấn sau vụ phun trào khiến những nỗ lực này không hiệu quả. Dự kiến chính phủ Iceland sẽ nhóm họp trong ngày 15 tháng 1 theo giờ địa phương để thảo luận các biện pháp hỗ trợ người dân Grindavik. Trước đó, người dân thị trấn Grindavik đã được cảnh báo và sơ tán chỉ vài giờ trước khi núi lửa phun trào. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua người dân ở đây phải sơ tán. Tuy nhiên, không ít người di rời từ đợt phun trào đầu tiên và đến nay vẫn chưa thể trở lại do lo ngại hoạt động địa chấn tiếp diễn trong khu vực. Tổ chức Oxfam đã công bố báo cáo cho thấy giá trị tài sản của 5 nam tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi trong 3 năm qua, đồng thời kêu gọi các nước ngăn chặn tầm ảnh hưởng của giới siêu giàu với chính sách thuế. Báo cáo cho biết tài sản của 5 tỷ phú nam giàu nhất thế giới đã tăng từ 405 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 lên 869 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Trong giai đoạn đó, gần 5 tỷ người trên thế giới đã trở nên nghèo hơn. Cũng theo báo cáo, các tỷ phú hiện có tổng tài sản trị giá nhiều hơn so với năm 2020, bất chấp nhiều khủng hoảng gây ra các tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới trong thời gian qua. Oxfam cho rằng tình trạng bất bình đẳng toàn cầu ngày càng tăng khi cá nhân và tập đoàn giàu nhất không chỉ giàu hơn mà còn có ảnh hưởng lớn hơn. Ngày 14 tháng 1, người dân Đan Mạch đã chính thức chào đón vị vua mới Frederick đệ thập sau khi nữ hoàng Margaret đệ nhị ký tuyên bố thoái vị. Phát biểu với hàng nghìn người tụ tập bên ngoài cung điện nơi diễn ra lễ kế vị, vị vua mới của Đan Mạch Frederick đệ thập đã khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Lễ kế vị diễn ra sau khi nữ hoàng Margaret đệ nhị đã ký tuyên bố thoái vị tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước diễn ra tại cung điện Christiansborg. Trước đó, vào ngày đầu tiên của năm 2024,
Nữ hoàng Margaret đệ nhị đã tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì, trở thành quốc vương đầu tiên sau gần 900 năm ở nước này tự nguyện từ bỏ ngai vàng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.